Gian bếp mẹ tôi xin chào và kính chúc quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Để làm món bánh đúc riêu cua, cua mua về chà muối rửa cho thật là sạch và đem ra giã nhuyễn. Phần mai cua thì khều gạch để vào một cái bát nhỏ để chút nữa mình sẽ phi với lại hành tím. Mình sẽ cho một ít muối vào cua để mình giã cho nó đỡ văng. Sau khi giã cua xong thì mình cho vào máy để mình xay cho cua thật là nhuyễn. Tiếp đến thì cho nước vào phần cua đã xay nhuyễn, lọc lấy phần nước. Hành tím thái sợi, cà chua bổ muối câu. Phần đầu của hành lá thì mình đập dập và thái nhuyễn để lát phi chung với lại gạch cua, còn hành lá thì mình sắc nhỏ. Cho một ít dầu vào chảo, phi thơm hành và cho cà chua vào xào. Mình cho luôn phần gạch cua vào xào chung với cà chua nhé. Bắt nồi nước lọc cua lên bếp và dùng đũa khuấy nhẹ cho đến khi thấy cua nổi lên trên mặt nồi. Mình vớt gạch cua ra một cái tô để lát gạch cua sẽ được đặc hơn. Nêm một ít nước mắm vào nồi nước dùng và nước cốt me. Mình không có giấm bỏng nên mình dùng nước cốt me. Cho luôn phần gạch cua đã xào với cà chua vào nồi nước dùng và hớt bọt. Sau đó nêm nếm lại vừa ăn và tắt bếp. Để khuấy bánh đúc ăn với lại riêu cua, vôi hòa với nước lọc, đợi cho lắng, mình dùng 200ml nước vôi hòa với lại 500ml lọc. Sau đó dùng 200g bột gạo và một ít muối khuấy đều. Bắt nồi bột lên bếp và để lửa nhỏ. Khuấy khi nào cho đến lúc bột trong thì bánh đã chín. Đổ bột ra khay và dàn bột cho đều, sau đó mình để cho bột nguội nha. Mình sắc sợi bánh đúc và cho vào tô, chan riêu cua lên và ăn thử. Nêm một chút mắm tôm nữa thì thật là đậm đà và mình cũng cảm nhận là ngon, nhưng mình thích bánh đa cua hơn là bánh đúc với lại riêu cua. Xin cảm ơn cả nhà thương thương của gian bếp mẹ tôi đã theo dõi video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.